Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ tới con suối mà mình mới phát hiện ra này. Các bạn thấy con dòng suối đẹp không? Quá đẹp luôn. Nước trong veo này các bạn. Lâu lâu có tí rác, trời xấu quá. Rồi, hôm qua mình tình cờ phát hiện ra con suối này và có một điều đặc biệt đó là có một loại cá lâu lắm rồi mình mới được gặp lại nó. Hồi xưa ở dưới quê mình có nhưng mà người ta đánh bắt, người ta rà lưới điện nhiều quá nó hết rồi. Bây giờ lên trên này mới gặp lại. Đây, quang cảnh quanh suối này các bạn này. Rồi, nhân tiện thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một số loại cây mà các bạn có thể trồng thủy sinh ở trên mép nước hồ cá nha các bạn nha. Thứ nhất là các loại cỏ này nè. Cỏ này ở dưới quê mình người ta rất là ghét bởi vì nó khó chết lắm. Cho nên là nếu mà trồng trong vườn, trong rẫy, dọn dẹp nó mệt lắm. Nhưng mà khi mà nó mọc ven mép suối các bạn thấy đẹp không? Quá tuyệt vời luôn. Cỏ này chỗ mình gọi là cỏ thài lai. Các bạn có thể kiếm cái cỏ này, có thể là nếu mà gần chỗ bạn có rừng cao su hay là đất hoang gì nọ, các bạn thử kiếm nó coi. Không phải lúc nào nó mọc mép suối đâu, nó mọc ở trên cạn bình thường á. Đó, lấy trồng ở ven hồ cá là đẹp tuyệt vời luôn. Rồi, một loại. Loại thứ hai đó là cây sim, hoa sim tím. Chỗ mình gọi cây này là hoa sim, biết chỗ các bạn gọi là hoa gì. Đây, nó là cây dại luôn, nhưng mà bây giờ mình thấy ở một số cửa hàng cây cảnh á, người ta có trồng luôn rồi. Đây nè, này bông của nó nè các bạn, quả của nó nữa nè. Đó, rồi còn tiếp chưa hết nha. Cái chỗ này phải nói là quá tuyệt vời luôn. Các bạn nhìn dương sỉ nè, quá đẹp luôn. Một loại nha. Wow, có con kỳ nhông nó chạy mất rồi. Một loại dương sỉ. Loại này nữa này các bạn nè. Loại này mà loại hang dã chứ không phải là loại người ta hay trồng đâu. Này các bạn thấy không, rất đẹp luôn. Đây, cái này thì nó dạng cây leo các bạn ạ. Nó là cây leo, nó có một thân xong rồi nó cứ leo 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 leo. Đâu rồi cái thân, nó đâu rồi ta? Đây nè, đây cái thân của nó nè. Đó, rồi quá đẹp luôn. Công nhận cái con suối này nhìn nó có vẻ còn hoang sơ thiệt á. Rồi bây giờ mình sẽ lội xuống suối. Ây da, chắc phải sắn cái quần lên nè. Bắt đầu xuống nè. Để chỉ cho các bạn còn một loại cây nữa có hoa cũng rất là đẹp, trồng ven mép suối là tuyệt vời luôn. À, cái cây này nè các bạn nè. Thấy cái bông không? Bông này không? Đấy, bông màu giống con chim bồ câu nè. Nó là cái loại mà hồi trước mình quay clip mà mình cho các bạn xem, mình nói bên trong nó có con bọ cánh cứng nữa, con bọ cánh cam á. Đây nè, đó, nó đó các bạn. Rồi, quá trời luôn, mình đã thấy cái loài cá đó rồi đây các bạn. Ủa nó nhanh quá, nó bơi mất tiêu rồi. Để mình coi xem ở dưới đáy suối á có con cá, con cá heo râu đuôi trẻ không? Hình như là không có loại cá đó. Rồi không sao, mình sẽ đi lên chỗ này. Wow, bèo tấm này các bạn, quá trời bèo tấm luôn. Bèo này sinh sôi nảy nở nhanh lắm nè. Mình để một ít trong hồ cá cũng đẹp lắm này. Rồi đây, cái cây mà mình cần tìm nó đây rồi. Đây các bạn này, thấy không? Đó, nó thuộc cái họ giống như là cái cây lục bình vậy đó, nhưng mà nó nhỏ hơn, trồng mép nước được. Lâu lâu có hoa tím tím nổi bật lên cũng đẹp. Rồi thôi mình lên bờ, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái loại cá kia nha, xem cá gì nha. Wow, cái này ngay đây thôi, một bụi nữa nè. Nè không, nhỏ nhỏ có hoa rồi, giống lục bình quá ha. Mình chẳng biết cây này cây gì nữa, giống lục bình nhưng mà thân nó bẹp nép à. Với lại nhỏ nhỏ và dễ trồng nè. Lục bình to quá, trồng xấu. Này bé xíu rồi các bạn, bé xíu à. Đây, bé xíu so với tay mình nè, thấy không? Đó, trồng là quá đẹp luôn. Lâu lâu mà chỗ các bạn có suối, chịu khó đi suối kiếm mấy cây này cây nọ về, mình tự sáng tạo, mình tự trang trí là nhìn nó đẹp lên nè. Rồi, bây giờ mình sẽ lên bờ để cho các bạn xem cái loại cá kia. Đây, giới thiệu với các bạn,
thêm đường cá luôn. Nhìn nhỏ quá nhìn không ra đúng không? Đây chính là cá bể màu suối đó các bạn, cá bể màu suối Ender đó. Quá trời luôn, một cái lượng mà nhiều khủng khiếp luôn. Quay như vậy các bạn không thấy, để mình lấy cái lưới mình bắt lên cho các bạn xem nha. Đây nè. Nhỏ đó đó đó. Nhỏ quá. Giờ mình sẽ lấy cái lưới mình vớt lên cho các bạn xem nha. Rồi. Đây, mình mới vớt một cái đầu tiên. Quá trời luôn các bạn. Cá bể màu suối nó khác với cá bể màu ngoài tiệm. Đó là chỉ có con trống nó có màu thôi. Còn con mái nó không có màu được nha các bạn nha. Đây. Đây. Sao nó không rõ màn hình ta. Đó, con trống nè. Trống nè. Quá trời luôn. Mấy con không có màu là con mái nè. Con mái không có màu. Con trống có màu nè. Đây, quá trời đẹp luôn. Đó. Đây này các bạn này. Đó, đó, đó. Rồi, để mình lấy cái bịch mình bắt một ít mang về nhà nuôi coi. Lâu lắm rồi mới được ôn lại cái kỷ niệm tuổi thơ này. Đây các bạn ơi. Mấy con mình mới cho vô bịch nè. Đây. Con này lúc mà mình để nhiều trong hồ á, nhìn nó mới đẹp. Tại vì đuôi nó nhỏ, nó không như cái màu ngoài tiệm đâu. Nhưng mà được cái là thân nó nhiều màu đẹp nè. Đây. Lát nữa mình về mình sẽ bắt mấy con cá tứ vân cho ra ngoài hồ ngoài trời coi. Nuôi mấy con này mấy bữa cho đỡ cho đổi khẩu vị coi. Rồi mình sẽ vớt tiếp đây các bạn ơi. Các bạn ơi, mình mới bắt một con được một con nhện nước này các bạn này, nghệ sĩ trượt băng đó. Đó, thấy không? Thấy không? Nó sẽ trượt trên mặt nước, mình sẽ mang về thả vào hồ cá luôn. Nhìn nó trượt qua trượt lại cho vui. Các bạn thấy không? Đó, 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 nó trượt trên mặt nước này. Đó, thấy không? Nè. Đó, trượt 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 này. Đó, một con nhện nước. Yeah. Hôm nay bội thu rồi. Đây. Mình mới bắt được thêm mấy con cá trống nữa này các bạn này. Một cái vợt hình vuông tự chế thôi. Rồi. Để xem hôm nay thu hoạch được tất cả bao nhiêu cá. Các bạn ơi, hôm nay đây là thành quả của mình nè. Quá trời luôn. Đây. Bây giờ mình sẽ mang cái này về xong mình thả vào cái hồ kia nha, để cho các bạn quan sát cho dễ hơn nha. Rồi, bye bye.